cho các bạn mình là mấy bữa trưởng đây. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách là bộ đồ đầu tiên mà những bạn ấy mặc là bộ nào nha. Và nếu có thể thì mình sẽ cosplay thành những bộ đó luôn. Ok, và nếu mà các bạn thích series này của Mel thì các bạn hãy cho Mel một like và một đăng ký nha. Và các bạn có 3 giây để làm điều này. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì bắt đầu thôi nè. Thì trước khi mà phỏng vấn người lạ thì bây giờ mình sẽ cho các bạn biết là cái bộ đầu tiên mà mình mặc khi mà mình mới chơi game là bộ nào nhé. Ok, bộ đầu tiên mà mình mua đó chính là bộ đầu tiên mà mình mặc luôn đó. Đầu tiên là áo là mình sẽ kéo xuống tới phần mà cuối ở dưới luôn. Và mình xem là cái áo nào mà mình mua đầu tiên á thì đó chính là áo mà mình mặc đầu tiên nha mọi người. Đây là cái áo đầu tiên mình mua nè, áo thun B-boy. Hồi đó phải nói là cái áo này siêu hot luôn á. Đúng. Và đi đâu cũng có rất là nhiều bạn mặc luôn. Nhưng mà bây giờ mình vẫn thấy là nó đẹp nha. Trời ơi, lâu rồi mình không mặc nhớ ghê. Tiếp theo là váy màu gạch. Thì ra đây là style mà hồi đó mình hay mặc đó hả? Ê, cái quần địt cam này hồi đó mình cũng hay mặc với cái áo này lắm nè. Nhưng mà cái váy này là mình mặc đầu tiên nha. Đó, các bạn thấy cái style như thế nào cũng ổn áp đó chứ. Và tiếp theo là giày đầu tiên mà mình mang. Đây, giày công sở đen. Nhìn thì có hơi bị lạc quẻ nha. Tự nhiên cái váy màu đỏ mà đôi giày màu xanh lá thì nó hơi lạc quẻ một tí hết. Nhưng mà không biết nữa, tại vì style hồi đó nó kiểu sẽ khác bây giờ nên là mình cũng không có đánh giá được. Đúng. Rồi tiếp theo là ba lô nha. Ba lô thỏ hồng nè. Wow. Tiếp theo là một cái nón nha. Nón đầu tiên thì cũng kiểu như là để mình coi là cái nào nè. Wow, mũ bảo hiểm. Đúng rồi, cái mũ bảo hiểm này là hồi đó là nó siêu hot luôn. Trời ơi, có bạn nào tin không? Là hồi đó là đi tới đâu là ai cũng đội mũ bảo hiểm này hết trơn á. Và chạy một chiếc xe máy, phải nói lúc đó là nó siêu hot luôn á. Nhưng mà bây giờ thì dần dần có lẽ là nó đã bị lãng quên rồi thì phải. Vì bây giờ mình thấy là cũng có khá nhiều là cái mũ nó ra nó đẹp hơn á. Đây, kính kim loại bạc là tới bây giờ nó vẫn còn hot luôn. Tiếp theo là cái má hồng. Cái khẩu trang hả? Hình như cái khẩu trang là được tặng đúng không ta? Cái khẩu trang là mình nạc level là mình sẽ được tặng chứ không phải là mình mua nha. Cái đầu tiên mà mình mua là cái vẽ sao nhỏ này nè. Đó, cái bling bling nó rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là tóc đầu tiên mà mẹ mua. Là tóc này nha mọi người. Trời ơi, tóc này tới bây giờ mình vẫn còn thấy đẹp á. Không biết các bạn thấy sao nha, nhưng mà tóc bây giờ vẫn còn rất là hot luôn. Và cái tóc thứ hai tôi mua nè. Ủa sao lúc đó mình giàu vậy ta? Tóc này tới 100 mấy kim cương lận á. Mặt đầu tiên mình mua là wow. Trời sao đó tôi giàu vậy. Cái mặt này hình như cũng bán bằng kim cương nè, nó cũng đắt lắm á. Và cái màu da hồi đó mình mua là đây. Tự nhiên màu da này nó hơi tối đúng không ta? Đúng rồi, tại vì hồi đó là cái màu da này nó chưa có ra nè, nên là nhìn cái này nó vẫn sáng hơn á. Nhưng mà giờ mình thấy nó vàng vàng sao mọi người. Vậy là mình đã mặc hoàn thành trang phục đầu tiên mà mình đã mua khi mà chơi game rồi. Và các bạn thấy sao? Đối với mình thì hồi đó trang phục này siêu VIP pro luôn nha, rất là đẹp luôn. Thì lúc đó là mình chưa có nạp tiền á mọi người, và lúc đó cũng khá là ít bạn nạp tiền nữa, nên như vậy là đẹp rồi. Còn các bạn thì sao? Trang phục đầu tiên mà các bạn đã chơi game là trang phục gì? Các bạn nhớ comment bên dưới cho em biết nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi phỏng vấn người lạ thế nào. Get go. Ok mọi người ơi, sau một hồi mà đi tìm kiếm á thì mình bắt gặp là một bạn đang đứng đang làm cái gì đó nha. Mình thấy là bạn này không có treo nè nên là mình quyết định sẽ lại hỏi bạn này nha. Và xem là bộ đồ đầu tiên mà bạn ấy mặc là khi mà chơi game á sẽ là bộ nào nè. Ê bạn ơi, đứng lại. Ôi may quá bạn đứng lại rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ hỏi nha. Hi, chào bạn. Không biết là bạn có chào lại mình không ta? Bạn đã trả lời mình rồi nha. Rồi bây giờ là mình có cơ sở để hỏi bạn ấy rồi. Bây giờ thì mình sẽ hỏi bạn ấy là trang phục đầu tiên bạn mặc khi mới chơi game là bộ nào vậy ạ? Để coi bạn ấy sẽ trả lời như thế nào nha. Cũng bình thường à. Bạn mặc thử cho mình xem được không ạ? Thông minh lắm. Ok bạn, trời ơi may mắn quá. Bạn đầu tiên thì mình đã được sự đồng ý của bạn này rồi nè. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là bộ đầu tiên mà bạn ấy mặc là bộ nào nha. Mình cũng đang rất là háo hức luôn. Later. Đây là trang phục đầu tiên của bạn ấy mặc nè mọi người. Xinh nhảy. Trời ơi, cu teo quá. Ê, mà mình nhớ là cái bộ này là hồi đó là mình có làm một cái video là mình mặc y chang cái bộ này luôn nè. Cái gì vậy bạn ơi? Để bây giờ thì mình sẽ vào và xem thử nha. Là coi, đầu tiên là cái tóc này là tóc nâu uống vừa, y chang cái tóc mà mình đang dùng luôn á. Là 1500 tiền xác. Một cái mũ xô có miếng dán nè. Trời, cái mũ này lúc đó cũng siêu hot luôn nha mọi người. Đúng. 3750 tiền sao, chị là giàu rồi đó. Tiếp theo là một cái áo hai dây trắng 14 kim cương. Trời ơi, bạn này VIP rồi nha mọi người. Cái phao bơi này nè, là hồi đó mình rất là thích luôn á. 65 kim cương. Trời ơi. Đây là đại gia chá hình nha. Sao mà giàu vậy trời. 1800 tiền sao, đôi dép thôi đó. Và cái mai rùa là phần thưởng bộ sưu tập nha. Cái khung nền là 7 màu không có bán luôn. Trời ơi, nhìn có vẻ như là nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đây là đại gia ẩn đó mọi người. Mời đẹp. Mời đẹp. Rất là xịn nha, bạn này là một đại gia đó. Ok, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Và bạn này rất là dễ thương luôn đúng không mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi đến một bạn tiếp theo thôi nào.
ở đây thì mình thấy là có một bạn vừa mới ăn kem xong nè mọi người. Bạn này tên là Bi đáng yêu nha mọi người. Bi đáng yêu, nhìn đáng yêu ghê luôn á. Wow. Đúng là đáng yêu thật nha, trời cái mặt xinh nè. Trời cái bộ trang phục này là trang phục Noel đúng không ta? Có một điều nha là họ các bạn hồi nãy là mình quên cosplay thành mọi người ơi. Là mình đã phỏng vấn bạn ấy nhưng mà mình không có mặc đồ giống bạn ấy á. Cái gì là bạn này thì mình sẽ phỏng vấn và mặc đồ giống bạn này nha. Rồi rồi rồi, để mình sẽ phỏng vấn bạn này thử nè. Hi, chào bạn. Chào, bạn chào lại mình rồi. Trang phục đầu tiên bạn mặc khi mới chơi game là bộ nào vậy ạ? Mình không nhớ. Đúng rồi, trang phục đầu tiên mặc thì có ai đâu mà nhớ đúng không? Đúng, đúng. Bây giờ mình sẽ xin bạn ấy là mặc lại nha. Bạn mặc lại cho mình xem được không? Bạn đồng ý rồi nha mọi người ơi. Rồi rồi rồi, để mình xem coi á, là trang phục đầu tiên của bạn là gì nha. 3 days later. Mình đã thấy trang phục đầu tiên của bạn này rồi nha. Bộ trang phục đầu tiên hình như là cái cục pin mà hết máu này á, là cũng là sự kiện lâu lắm rồi thì phải, không biết là mình có không. Để bây giờ thì mình sẽ xem qua nha. Bạn này tên là Bi đáng yêu nè. Rồi rồi, đầu tiên là cái tóc búi cao nâu 18 kim cương nha. Đó, cái băng đô pin yếu này là của sản phẩm sự kiện. Rồi để tí nữa mình xem là mình có không nha. Khoác denim xám nè, 24 kim cương. Ô trời, đắt vậy. Tiếp theo là jean ống rộng xanh đậm 2250 tiền xám. Và đôi giày nha, 5 kim cương. Rồi bây giờ thì mình sẽ có là hàng bạn này nha mọi người. Đầu tiên là cái băng đô pin yếu của bạn ấy nè. Cái băng đô này là mình vẫn còn nhớ trong cái sự kiện gì đó mà mình quên rồi, nhưng mà mình vẫn còn nhớ nha. Ê, mình có cái băng đô pin yếu nè. Cũng có băng đô pin nạp đầy luôn. Trời ơi, xịn sò nha. Tóc đó thì mình không có rồi, tí nữa thì mình sẽ phải mua nha. Rồi một cái gương mặt gì ta. Đây, gương mặt này nè. Một làn da trắng nha. Đây, trang trí nè. Rồi tháo kính ra nha. Rồi đôi giày nha, đôi giày thì mình nghĩ là mình sẽ có nè. Rồi đây, duy nhất có cái đôi giày với cái băng đô. Ủa trời ơi. Cái gương mặt còn lại là không có. Cũng may á là lần này mình có nhiều tiền á. Rồi tóc của bé là 18 kim cương nha. Áo khoác jean. Đây, 24 kim cương. Một cái quần màu đậm hơn, màu xanh đậm hơn nha. Đây, 2250 tiền sáo. Rồi nha, mình nghĩ là đủ rồi đó. Trời ơi, tiền của tôi. Trời ơi, cứu tôi, chết tôi, trời ơi. Ok, vậy là mình đã hóa trang thành bạn này xong rồi. Và đây chính là bạn ấy khi mà mới chơi game nè mọi người. Các bạn thấy trang phục này như thế nào? Còn mình thấy trang phục này rất là đẹp nha. Với lại trang phục này tiền sao và kim cương cũng không có ít đâu nha. Cho nên là bạn này cũng chính là một đại gia. Ok, mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi qua một bạn mới thôi nè. Rồi, để tôi tiên nha. Gì vậy? Ở đây mình thấy có một bạn tên là Giang Giang. Đẹp trai thì phải. Bạn đang ngồi nè, không biết là có đang ngon không nữa hay đang treo người ta. Để mình chào thử nha. Rồi để coi bạn này có trả lời như thế nào đây. Rồi, vậy là bạn này đang ngon nha mọi người. Thì hồi nãy giờ là mới có một nam thôi á, nên là mình phải tóm lấy cơ hội này mới được. Bạn ơi, cho mình xem trang phục bạn mặc khi mới chơi game được không? Bộ này luôn nè bạn. Ủa? Hả? Vậy là bạn này mới chơi game mà mặc đồ này luôn hả? Vậy là... Ôi trời ơi, trùng hợp vậy. Ủa trời ơi. Giỡn á, chờ tôi xíu. Con trai thì mình nghĩ là sẽ phối đồ đẹp trai lắm á. A few moments later. Ủa? Là con trai dữ chưa? Sao mặc trang phục của con gái vậy? Mình mua nhầm trang phục nữ lúc mới chơi game. Được. Hào án. Có vụ này luôn hả? Ủa trời ơi. Bây giờ thì tôi sẽ thử cái này nha. Còn cái đầu tranh thì tôi không biết là có không nữa. Cái mũ tranh thì mình chỉ có cái mũ tranh thôi mọi người ơi. Thật đấy. Chứ mình không có cái giống bạn ấy nha. Ủa trời ơi. Thôi toang rồi. Cái gì vậy bà nội? Giống, rất là giống luôn. Chắc mỗi cái mũ thôi. Để mình mở cái mũ ra cho các bạn xem rõ hơn nha. Đó. Thì nó sẽ như thế này nè. Mà tại mình không có mũ mọi người ơi. Như là cái màu da nữa. Màu da đây. Đó, giờ thì giống hơn rồi nè. Do là mình không có mũ nên là nhìn như vậy thì nó sẽ giống hơn nha. Chứ đội cái mũ kia là nhìn nó khác biệt lắm luôn á. Vậy là mình đã hoàn thành có là hành bạn này rồi mọi người ơi. Ok, và video phỏng vấn trang phục mình lại đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy bình luận ở bên dưới thử thách mà các bạn muốn mình thực hiện nha. Và nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Và đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới. Thì nói sau không có các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.